Đà Nẵng có tiềm năng tự nhiên như diện tích lãnh hải thuộc chủ quyền rộng, nhiều nguồn thủy sản, nhiều bãi biển đẹp, có vị trí địa kinh tế và địa chiến lược rất quan trọng. Thành phố này có núi rừng, trung du, đồng bằng, biển và đảo. Theo đó, các nét văn hóa hình thành tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho Đà Nẵng. Sơn Trà, một vùng đất giáp biển Đông ở phía Đông và sông Hàn ở phía Tây, đã góp phần quan trọng vào những tiềm năng và sự hấp dẫn đó. Bán đảo Sơn Trà, nay gọi là Sơn Trà, thuộc quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Cùng với hệ thống núi của dãy Hải Vân ở phía Bắc, bán đảo Sơn Trà ở phía Nam vây quanh lại thành hình cánh cung, tạo ra một vịnh biển rất đẹp với các tên gọi như Vũng Đồng Long, Vũng Trà Sơn, Vũng Tiên Sa, Vũng Thùng, Vũng Hàn, Vũng Sơn Trà hay Vịnh Đà Nẵng. Nó tưới mà mẹ ngoài đó rồi, hiểu không? À, để thằng Đông ở đây, khi nó lâu thằng Bảo thì nó cầm cho bác. Bán đảo Sơn Trà cùng với núi Hải Vân, Bà Nà núi Chúa, núi Phước Tường và núi Ngũ Hành được ví như năm đầu ngón tay bao bọc lòng bàn tay là trung tâm thành phố Đà Nẵng. Với độ cao gần 700 mét, bán đảo Sơn Trà trở thành một khu an toàn về hàng hải của Đà Nẵng. Nơi đây hiện hữu ngọn hải đăng dẫn luồng từ Bắc vô Nam với tuổi đời hơn 100 năm. Bán đảo Sơn Trà được ví như hòn ngọc xanh giữa phố biển Đà Nẵng. Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà với những di tích, di vật có giá trị lịch sử, văn hóa, nơi hấp dẫn nhiều người chưa đến hoặc đã đến nơi này. Chị Trần Cẩm cùng những người bạn từ miền Nam ra Đà Nẵng liền đến đây để chiêm ngưỡng cảnh sơn kỳ thủy tú của Sơn Trà. Đúng là thiên nhiên này quá hào phóng với lại Đà Nẵng. Một bên là cây đa, một bên là núi rừng, một bên là biển xanh. Tuyệt vời quá. Đúng là Đà Nẵng có nhiều cảnh đẹp và có đó còn lưu giữ nhiều cái giá trị về văn hóa. Thí dụ như là, thí dụ giờ cây đa đi. Quá đẹp. Nhưng mà không biết ngày nào. Tuyệt vời. Đúng không? Nhìn ra biển quá đẹp. Mình nhất là đứng đây ngay cây đa đây ngàn năm đây mình thấy cái ở dưới là biển quá đẹp. Thì Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận đây là cây di sản quốc gia, độ tuổi cây đa khoảng gần 1.000 năm. Chúng ta đến tham quan cây đa Sơn Trà thì ngoài việc chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của cây đa, chúng ta còn có thể chúng ta lên được các điểm tham quan như là đỉnh Vòng Cờ, nhà vọng cảnh hoặc là chúng ta có thể tìm đến những cái bãi bờ hoang sơ rất là đẹp của bán đảo Sơn Trà. Đỉnh Bàn Cờ. Đỉnh Bàn Cờ có bàn cờ tiên với một thế cờ chưa phân thắng bại đang chờ hậu thế đưa ra nước giải.
Hiện nay, bán đảo Sơn Trà có một loài linh trưởng thuộc loại quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, được mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng, đó là vọc trà vá chân nâu. Như vậy là Sơn Trà nó 3 trong 1, nó vừa đảm bảo quốc phòng an ninh, nó là con mắt thần của đất nước, bảo vệ tổ quốc, nó vừa là nơi phát triển kinh tế một cách thuận lợi với những cái công trình ven biển hấp dẫn, và đặc biệt quan trọng là nó là cái nơi bảo tồn thiên nhiên với một yêu cầu rất cao là bảo vệ được một loài linh trưởng cực kỳ quý hiếm. Nhưng mà cũng không chỉ như vậy, thiên nhiên ưu đãi Sơn Trà, cái mà chúng ta cần bảo tồn không chỉ ở trên núi mà còn dưới biển, đó là san hô. San hô có thể nói là một cái đê chắn sóng dưới nước, chẳng phải trên kiểu như đê sông Hồng. Đà Nẵng còn có cái nhiệm vụ bảo vệ cái tài nguyên quý giá ở dưới đáy biển này, chứ không chỉ trên núi. Cho nên Sơn Trà đã hội đủ 3 cái yếu tố này, làm cho Sơn Trà có một thế địa chính trị, địa văn hóa, địa lịch sử vô cùng quan trọng. Bán đảo Sơn Trà, dân gian gọi là Sơn Trà, bao đời đã trở thành nhân vật trữ tình, đối tượng tham chiếu để bộc bạch tâm trạng của những thi sĩ dân gian. Chiều chiều mây phủ Sơn Trà, lòng ta nhớ bạn, nước mắt và lộn cơm. Và là nguồn thi hứng cho biết bao tao nhân mặt khách khi chiêm ngưỡng nơi này. Sơn Trà, một vùng đất có vị trí thật đắc địa, sau sông, trước biển, núi kề một bên. Biển nè, sông nè, rồi cầu nè, rồi núi nè, bán đảo Sơn Trà nè, đó. Tất cả những cái gì mà nói chung là cái đẹp hầu như là ông trời ổng là ban tặng cho Đà Nẵng hết. Đà Nẵng quê anh gọi mời em phía trước, rực rỡ hoa đèn khi thành phố về đêm, cầu sông Hàn anh tha thiết đứng bên nói yêu em trước khi cầu tỉnh giấc. Không gian bên sông của Sơn Trà là một không gian thích hợp cho những hoạt động văn hóa. Khi tới đây thì em rất thích ở đây bởi vì hôm từ thứ bảy chủ nhật và rất nhiều hoạt động xảy ra ở đây. Em cảm nhận rất thích như là hội sách hôm nay ở đây thì thu hút được rất nhiều người tới đây, cũng như là giới trẻ tới để ham học hỏi thêm nhiều từ sách để nhiều hơn. Cứ mỗi thứ bảy tuần cuối của mỗi tháng, hoạt động này lại diễn ra. Vũ hội đường phố Sơn Trà. Và cái biểu diễn đó. Vũ hội đường phố Sơn Trà tạo nên sắc thái riêng cho sinh hoạt về đêm trên đường phố Sơn Trà. Hoạt động này đã góp phần làm cho bờ đông sông Hàn thêm tưng bừng, rộn rã về đêm. Cảm thấy đây là một hoạt động rất là thiết thực để mà đảm bảo nhằm nâng cao được đời sống của người dân, cũng như người dân có thể mà tiếp cận được văn hóa và cũng có thể là được giải stress sau những ngày làm việc mệt nhọc.
Không khí tưng bừng của vũ hội đường phố Sơn Trà là chuỗi kết nối với những hình ảnh lung linh, ngoạn mục, sinh động trên sông Hàn, làm cho phố thị Sơn Trà thức cùng dòng Hàn Giang thơ mộng, quyến rũ khi đêm về. Đêm bên bờ sông Hàn phía Sơn Trà, mọi người có thể thức cùng dòng sông để chiêm ngưỡng cảnh quay của cây cầu có 102 trên đất nước Việt Nam. Đêm bên bờ sông Hàn phía Sơn Trà, mọi người có thể thức cùng dòng sông để chiêm ngưỡng dòng Hàn Giang hoa lệ cùng với những hoạt động, sự kiện diễn ra trên sông. Ít thành phố nào của Việt Nam có quà tặng vô giá của thiên nhiên như Đà Nẵng. Một trong những quà tặng đó là những bãi biển đẹp mà tập trung nhiều nhất là tại Sơn Trà. Không gian này là địa điểm lý tưởng để các hoạt động văn hóa biển dân gian, cổ truyền cùng với các sinh hoạt văn hóa biển hiện đại diễn ra thường niên mỗi dịp xuân hè đến. Và chúng tôi muốn có một cái không gian để dành cho tất cả người dân và du khách khi đến với sự kiện này. Và cái thông điệp của chúng tôi muốn gửi đến đó là bãi biển Đà Nẵng luôn mời gọi tất cả người dân và du khách khi đến với chúng tôi với những cái sự trải nghiệm và thường xuyên được đổi mới, và những cái hoạt động chúng tôi luôn hướng đến đó là phục vụ cái nhu cầu của người dân và du khách tốt nhất. Tại đây, mọi người có thể thưởng ngoạn, thụ hưởng không gian trong lành, xanh mát và thưởng thức các món ngon từ biển. Một lợi thế rất là lớn và rất là một cái điều rất tuyệt vời đối với Sơn Trà. Tại vì không dễ gì có một cái địa phương có được có núi, có sông và có biển. Và đặc biệt là Sơn Trà có một bãi biển rất là đẹp. Có một bán đảo Sơn Trà rất là nên thơ và hữu tình. Đã thu hút được rất là nhiều du khách đến, và con số mà du khách đến tăng nhanh trong những năm gần đây. Và thành phố cũng như quận đã tập trung đầu tư để phát triển cái du lịch dịch vụ cho khu vực này rất là lớn, cố gắng là duy trì được cái về vệ sinh môi trường cũng như là an ninh trật tự, để người dân khi người ta đến cảm thấy yên tâm và sống trong một cái môi trường thân thiện với lại người dân địa phương. Điều đó sẽ giúp cho du khách cảm thấy thoải mái ở Sơn Trà như ở nhà của mình. Tới thời điểm cuối năm 2016 thì cái tỷ trọng thương mại dịch vụ của quận Sơn Trà đã chiếm tới hơn 65%. Còn thế mạnh Sơn Trà chúng ta xác định rõ rồi, vẫn là du lịch. Bên cạnh việc phát triển thương mại dịch vụ, cái tỷ trọng lớn nhất là như vậy, thì chúng ta ở quận đây cũng vậy, và thành phố là ưu tiên để đầu tư phát triển cái nghề biển bằng cái việc là hỗ trợ cho ngư dân đóng tàu công suất lớn, vươn khơi. Mục tiêu chúng ta là làm giàu từ biển và kết hợp với việc phát bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đó là một cái nhiệm vụ trọng tâm mà quận luôn luôn xác định. Thiên nhiên đã ban tặng cho Sơn Trà món quà quý giá. Sơn Trà đã sử dụng quà tặng đó một cách tốt nhất để đa dạng hóa việc mưu sinh, phát triển cuộc sống. Người dân Sơn Trà vẫn luôn gắn bó thân thiết với biển. Nhiều thế hệ công dân Sơn Trà vẫn tiếp nối ra khơi làm ăn, giữ gìn biển đảo. Tinh thần đó sẽ được thể hiện trong tập tiếp theo của bộ phim này.